Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 9 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, trong clip 2017, 2021 và 2022, tôi đã tường trình và cập nhật tin tức về hai anh em ở tại tỉnh bang Saskatchewan, đó là Damien và Miles Sanderson, đã đâm chết 10 người và làm cho ít nhất là 15 người bị thương tích. Trong clip 2022, tôi đã cập nhật chi tiết người anh là Damien Sanderson, 31 tuổi, đã bị chết và nằm ở tại cánh đồng hoang gần khe suối The James Smith Nations Creek, và cảnh sát nghi ngờ là người đó đã bị ẩu đả và tử vong. Họ nghi chính em ruột là anh Miles Sanderson đã gây ra tử vong cho người anh là Damien Sanderson. Nhưng tôi cũng đã cập nhật tin tức đó là vào ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 9 năm 2022, cảnh sát của Hoàng gia Canada đã bắt được anh Miles Sanderson. Thưa quý khán thính giả, có nhiều người thấy chiếc xe của anh Miles Sanderson chạy trên xa lộ với tốc độ là khoảng chừng 150 mile cho đến 160 mile, chạy rất nhanh. Họ báo cho cảnh sát và cảnh sát đã truy bắt anh ấy và đã bắt được anh ấy. Cảnh sát đưa anh ấy về Saskatoon nhờ bệnh viện chăm sóc vì họ nói anh có nhiều thương tích. Nhưng chỉ trong vòng vài tiếng thì cảnh sát lại nói rằng anh Miles Sanderson đã qua đời vì họ dùng danh từ là medical distress, tức là trầm cảm về y khoa. Tôi không hiểu chữ trầm cảm về y khoa là như thế nào. Nhưng theo lời của cảnh sát viên Blackmore, khi người ta hỏi nguyên do cái chết cho anh Miles Sanderson, thì cảnh sát viên Blackmore nói rằng không trả lời được. Cái đó hãy để cho bên khám nghiệm tử thi trả lời. Thì các phóng viên nói tại sao chết nhanh như thế, thì cảnh sát viên Blackmore nói là vì medical distress. Khi anh ấy bị bắt, anh ấy bị khủng hoảng và trầm cảm tinh thần và những thương tích khác tạo nên thì anh ấy tử vong. Đó là câu chuyện liên quan đến hung thủ giết người Miles Sanderson. Còn một câu chuyện khác xảy ra ở tại nước Mỹ là thành phố đánh bạc Las Vegas. Hôm qua, cảnh sát của quận hạt Clark County, là nơi mà thành phố Las Vegas chủ trì, họ đã đến bắt một người cao cấp của quận hạt này là ông Robert Tells, về tội đâm chết một phóng viên điều tra về vấn đề hành chánh ở tại quận hạt này. Phóng viên đó tên là Jeffrey German, 69 tuổi. Thưa quý khán thính giả, theo báo địa phương cho biết, ông Jeffrey German là một phóng viên của báo chí chuyên vào lục các hồ sơ ở trong văn phòng quận hạt Clark County, và ông hay điều tra về các tài sản mà người chết không có viết di chúc để lại, thì các tài sản này được chính phủ phân phối. Thì ông Jeffrey German, 69 tuổi, chuyên điều tra về việc đó, mà việc đó thì lại dưới quyền điều hành của ông Robert Tells.
Không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, chỉ biết rằng đêm thứ sáu tuần trước, ngày 2 tháng 9 năm 2022, ông Robert Charles đã đâm chết ông ký giả Jeffrey Truman và sau đó bỏ đi khỏi hiện trường. Cảnh sát phải điều tra qua các băng video và thấy rằng người hung thủ chính là ông Robert Tells. Thế là ngày hôm qua họ đã tới bắt ông Robert Tells. Tôi xin đưa ra hai bản tin này để có một nhận định. Nhận định của tôi đó là các bác chống cộng cực đoan ở tại bên Mỹ và ở bên Canada hay chĩa mồm về nói xấu đảng và nhà nước Việt Nam khi nghe một tin tiêu cực gì ở Việt Nam, thì các bác chống cộng cực đoan ở tại bên Mỹ và bên Canada hay suy nghĩ thêm, tưởng tượng thêm và chĩa mồm về Việt Nam, diễn giải lung tung và xuyên tạc về thể chế của đất nước Việt Nam. Trong khi đó ở tại đất nước Canada và nước Mỹ cũng có những sự kiện tiêu cực như thế xảy ra, như vụ rất là ngạc nhiên sau khi mà anh Mal Sanderson bị bắt, thì trong vòng kiểm soát của cảnh sát hoàng gia Canada và ở trong bệnh viện lại qua đời với một lời cắt nghĩa rất là khó hiểu, đó là vì lý do medical distress. Nhưng không có bác chống cộng cực đoan nào ở bên Canada lên tiếng cả, hoặc đặt vấn đề, hoặc là có nghi vấn. Nhưng nếu sự kiện đó xảy ra ở tại Việt Nam thì chắc chắn họ đã chĩa mồm về Việt Nam, suy diễn lung tung. Đó chắc là công an của Việt Nam đã đánh cho chết hay là gì đó, vân vân và vân vân. Rồi câu chuyện ở tại quận hạt Clark County thuộc tiểu bang Nevada, nơi mà thành phố Las Vegas chủ trì, thì phóng viên điều tra một nhân viên cao cấp ở trong quận hạt này về hồ sơ bất động sản mà của những người chết không có di chúc để lại, thì bỗng dưng bị đâm chết. Nếu trường hợp đó mà xảy ra ở Việt Nam, chắc các bác chống cộng cực đoan ở bên Mỹ đã la làng lên rằng chắc là đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đâm chết ký giả để bịt miệng những vấn đề liên quan đến đất đai mà họ cho rằng là dân oan. Một câu chuyện tiêu cực xảy ra ở tại Việt Nam thì đau lòng thay, chính những người Việt Nam với những nhận định sai lầm lại bịa chuyện ra tấn công ngay lập tức. Còn câu chuyện đó ở ngay sát nách họ, ở trong một quốc gia mà họ đang sinh sống, thì họ im tiếng chẳng nói gì điều gì hết, cho rằng đó là một chuyện bình thường, một tiêu cực xảy ra ở nơi nào cũng có hết. Nhưng mà tiêu cực như thế xảy ra nơi nào cũng được, đừng có xảy ra ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam thì họ tưởng tượng thêm và xuyên tạc đánh phá, thật là đau lòng. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin hai sự kiện tiêu cực xảy ra ở Canada và ở nước Mỹ, và nhận định của tôi về vấn đề này. Bản thân tôi cho rằng chuyện tiêu cực xảy ra ở bất cứ lúc nào và nơi nào, trong đó có cả Việt Nam cũng như ở tại Mỹ hoặc là ở tại Canada. Nhiều khi đó cũng chỉ là những tai nạn, nhưng chúng ta phải đánh giá cho thật chính xác, không phải vì thể chế mà là vì con người, vì tai nạn nữa, để chúng ta tránh đi những góc nhìn tiêu cực về đất nước và coi đất nước này như là một môi sinh ô nhiễm thì không có chúng đâu. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi.
và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.